Để liên tục chương trình, Kim Lượng xin gửi tặng đến cho toàn thể quý vị một bài giọng cổ, nhạc Y Vân là giọng cổ của Loan Thảo. Xin mời quý vị thưởng thức bài giọng cổ được mang tên Lòng Mẹ. Xin mời quý vị cùng nghe. Còn